Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 dự đoán những người sinh năm 91 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Nó sẽ khá phù hợp với những người sinh năm 1991 để dành phần lớn năng lượng cho sự phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, bạn sẽ có mối quan hệ không ổn định với các đối tác của mình và bạn muốn có những vấn đề với người khác. Do đó, học cách kiểm soát bản thân và giữ khoảng cách với người khác giới là khá quan trọng trong năm 2020. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nạp âm ngũ hành là Lộ Bàng Thổ, đa phần là người có chí khí, cả đời khoan dung, hồi nhỏ gặp nhiều tai họa, trung niên dần dần phát đạt, vợ chồng hòa thuận. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ đồng khí tương liên nên mệnh chủ cần phải chú ý những bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh liên quan tới dạ dày. Ngoài ra cần phải chú ý thêm các bệnh liên quan tới tai, mũi, họng. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, vậy nên trong năm này những gia chủ tuổi Tân Mùi dễ bị hao tổn tài lộc. Tân Mùi gặp phải nhiều sự cố, cần phải bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt, tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Năm nay, công việc tuy có sự trợ giúp từ bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn phải đề phòng, không quen, bị tiểu nhân xen vào, chớ vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để kích hoạt tài lộc cho tuổi Tân Mùi, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy thập nhị thần bát bảo và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Tổng quan về vận hạn của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 vào năm Canh Tý 2020. Sao chiếu mệnh và vận hạn của tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mạng. Gặp phải sao thủy diệu chiếu mệnh, sao thủy diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao thủy diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm, khá giống với sao thổ tú. Người xưa có câu, thổ tú thủy diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao thủy diệu chiếu mệnh có tiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể sẽ gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh và vận hạn của năm 2020 tuổi Tân Mùi nữ mạng. Gặp sao mộc đức chiếu mệnh, người có sao mộc đức được kết tinh như sao thái âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi, vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông, đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 âm sẽ rất tốt, bởi mộc đức thập nhị trùng lai, tuy nhiên thì nam giới lại hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 nữ mạng, trong năm 2020 gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu, bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ sẽ gây nên hao tiền của, bởi sẽ dẫn đến người gian trộm cắp và hư hao về tài sản của mình. Phương án kích hoạt công tài lộc cho các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Phương án thứ nhất, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Hợi Mão Mùi hóa mộc vào các tháng Dần Mão Hợi Tỵ, tương ứng với các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này rất hanh thông thuận lợi, may mắn.
và một số điều cần phải chú ý khi chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Mão thì chọn ngày hoặc giờ là Hợi, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Hợi sẽ chọn ngày giờ là Mão. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Bính hợp với Tân hóa Thủy vào những tháng Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tức là các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Bính, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Bính như là Bính Dần 1986, Bính Tý 1996, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Thân 1956. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ là Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Tân Dậu 1981. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Mùi sinh năm 1991 là Ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 2002. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Tân Mùi sinh năm 1991 là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962, Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950 hoặc sinh năm 2010, Nhâm Dần sinh năm 1962. Do Sửu Mùi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Mùi. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Ngọ Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi Mùi trong trường hợp này rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965. Vị trí cung tài lộc: Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ, Ngọ tại phương vị Nam 187 độ, Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ, có phạm kim lâu hoang ốc tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ 30 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là 30 tuổi nên phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 cần tránh các năm tam tai Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 canh tí, theo cách tính tam tai gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 nam mệnh năm nay sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Đối với nam mạng Tân Mùi sinh năm 1991 thuộc cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch, đó là hướng Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Tây Nam Lục Sát và hướng Tây là Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ là cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, hướng Tây Sinh Khí.
Ngoài ra sẽ cần tránh bốn hướng xấu thuộc đông tứ mệnh, đó là đông nam họa hại, nam tuyệt mệnh, bắc lục sát, hướng đông ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng tây nam tự quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân định. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tự quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy tự quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông, thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc, đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tương quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Kết quả tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn. Két sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất sẽ thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh, buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video chi tiết ở trên kênh. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí cần phải tuân thủ theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà.
Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát và lá thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng đẹp mắt vì đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Tân Mùi sinh năm 91. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, giúp mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 91 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.